Bác có bị làm sao không ạ? Bác có bị thương ở đâu không? Mà tại sao bác không gọi cho con sớm? Thôi, để con gọi cấp cứu cho bác. Bác không sao, chỉ là hơi thiếu máu nên đầu nó khó chịu một chút thôi. Mẹ, thế rốt cuộc là mẹ bị bệnh gì đấy ạ? Mà hôm nay mẹ đã uống thuốc chưa? Với cả mẹ bị bệnh, tại sao mẹ lại không nói cho con biết? Thôi, em để bác ngồi nghỉ ngơi tí đã. Để con đi lấy nước cho bác. Bệnh của mẹ là tâm bệnh. Tâm bệnh là sao cơ ạ? Giờ chỉ cần con kết hôn là bệnh của mẹ sẽ thuyên giảm. Mẹ, thật ra là con với ở Việt Anh. Dạ. Bác uống nước đi bác. Bác xin. Bác bây giờ chỉ mong hai gia đình gặp mặt rồi định ngày cưới. Ước mong của bác là thấy Tường San lên xe hoa và hai đứa có một cuộc sống thật hạnh phúc. Mẹ, thật ra là hai chúng con đã chia. À, dạ, chuyện này con sẽ về bảo với cả bố mẹ con. Bố mẹ con sẽ chọn ngày đẹp rồi báo lại cho bác gái. Dù sao vấn đề này bên nhà trai cần phải chủ động phải không ạ? Được như vậy thì tốt quá, mẹ cũng chỉ mong như vậy thôi. Thế hai đứa ngồi đây nói chuyện nhá. Mẹ, thật ra mọi chuyện không phải như mẹ nghĩ đâu ạ. Sao thế con? Thật ra là bọn con... Có chuyện gì mà cứ ấp ấp úng thế? Tường San ấy đã về gặp bố mẹ của con. Bố mẹ của con rất hài lòng với cô ấy ạ. Anh... Đừng có mà nói linh tinh. Cô định đột ngột nói chuyện xấu này cho mẹ. Bây giờ chẳng may mẹ có vấn đề gì, cô có chịu nổi không? Bây giờ tôi đúng là thất vọng vì ngày trước đã đồng ý với anh đấy. Gặp mặt rồi á? Vậy thì tốt quá rồi còn gì nữa. Mẹ cũng chỉ mong được như vậy thôi. Thế hai đứa ngồi đây nhá. Muộn rồi mà mẹ thì có tuổi rồi, ngồi thức như thế này cũng không tốt. Dạ, mẹ ngủ ngon ạ. Thằng nhóc này đúng là khéo miệng. Anh đi về ngay đi. Chuyện giữa tôi với anh ấy, tôi sẽ tìm cách để giải thích với mẹ sau. Từ nay về sau, đừng có gặp tôi nữa. Tường San, đúng là chuyện này là do anh đứng đằng sau thao túng. Tên thật của anh là Phạm Minh Long. Anh đã mượn danh Nguyễn Việt Anh để đi xem mắt hộ anh ấy. Thì ra hai anh em nhà các người đã bắt tay để lừa tôi đúng không? Tôi không biết là sau lưng tôi ấy, anh còn giấu tôi bao nhiêu chuyện nữa đây. Anh hiểu là làm chuyện này sẽ không công bằng đối với em. Hôm đấy anh cả của anh đưa ảnh của em cho anh xem. Anh đã nhận ra em chính là người con gái say rượu đã nôn vào áo của anh. Thế cho nên thực sự ngay lúc đó anh cảm thấy rất hứng thú nên mới chấp nhận đề nghị của anh cả anh. Nếu mà anh đã đồng ý lời đề nghị đấy rồi, thế tại sao anh của anh lại còn tìm cách muốn hãm hại anh làm cái gì nữa? Anh nghĩ chắc là vì tiền. Anh cả của anh biết mẹ em đang có một số tiền là 700 triệu. Gần đây công ty của anh cả anh đang gặp chuyện nên anh ấy muốn kiếm tiền để bù lỗ. Không chỉ vậy, anh đã biết anh cả của anh sai trợ lý sang công ty của anh để ăn trộm bản thiết kế. Nhưng anh là một người trọng tình trọng nghĩa, không muốn làm lớn chuyện nên thân thế của anh bị thiệt hơn. Hai anh em nhà các người đúng là phiền phức thật đấy. Tuấn San, anh xin lỗi em. Vì ngay từ đầu anh chưa tìm hiểu kỹ mọi chuyện nên đã có hành động bột chồm. Em có thể tha thứ cho anh được không? Thật ra cái việc mà tha thứ cho anh ấy thì nó cũng đơn giản thôi, không phải là không có cách. Anh nói thật chứ? Vậy anh phải làm gì thì em mới tha thứ cho anh? Việc mà anh cần làm ấy, đấy chính là... Có chuyện gì mà em không nói được luôn, tại sao lại phải kéo anh đi? Là từ bây giờ, tốt nhất là anh đừng có mà gặp tôi nữa. Tưởng sao? Anh biết, có thể vừa rồi anh cho em biết quá nhiều thông tin, nên bây giờ em chưa đủ bình tĩnh. Vậy cho anh 2 tuần, à không, 1 tuần thôi. 1 tuần nữa anh sẽ quay lại gặp em. Khi đó em có thể có được tất cả bình tĩnh, rồi chúng ta có thể ngồi lại nói chuyện có được không?
Dù mình biết là anh ấy đã khiến cho mình buồn, nhưng mà tại sao gần đây trái tim của mình lại không thể ngừng nhớ về anh ấy được cơ chứ? Cô nói cái gì? Bản thiết kế mà tôi mất bao nhiêu công sức để lấy nó từ tay thằng Long lại là bản thiết kế giả hay sao? Thế bản thiết kế thật đâu? Dạ, cái này thực sự là em không biết ạ. Em chỉ làm theo lời của sếp, đi sang bên công ty của anh Long lấy bản thiết kế thôi ạ. Cô nói thế, ý của cô là mọi tội lỗi và trách nhiệm là đều do tôi mà ra đúng không? Cô làm thư ký kiểu gì đấy hả? Dạ, em không có ý đó. Em xin lỗi anh. Bao nhiêu tiền của tôi đã đầu tư hết vào dự án ấy rồi, giờ lấy đâu ra tiền để mà cứu công ty bây giờ? À, sếp này, hay là bây giờ em liên hệ với anh Long để vay tiền đúng không ạ? Cô thôi đi, tôi là anh, làm sao có thể vay tiền của em mình được? Tiền? Khoan đã, tôi có cách rồi. Cách gì ạ? Trước đây, mẹ của Tường San có cho thằng Long 700 triệu để làm của hồi môn. Nó đã dùng số tiền đó để xây dựng công ty, giờ cũng kiếm được kha khá. Bây giờ cô hãy tìm cách chiếm lấy công ty của thằng Long về đây cho tôi đi. Nhưng mà sếp ơi, làm như thế là phạm pháp đấy ạ. Thôi, em không làm được đâu. Thằng Long, nó là một thằng sống rất lương thiện, chắc chắn là nó sẽ không tố cáo người trong gia đình đâu. Tôi không lo thì thôi, cô lo cái gì? Nhưng mà... Không nhưng nhị gì cả. Tôi sẽ theo dõi hành động của thằng Long, sau đó sẽ báo cho cô, để cô chuẩn bị máy động cho sớm đi. Vâng. Dạo gần đây sức khỏe của mẹ em có ổn không? Tạm ổn. Vậy lần nữa thăm bác gái xong, anh em ra quán cà phê nói chuyện một chút thôi. Được, cũng đúng lúc tôi đang muốn nói chuyện với anh. Thế nào, cô đã sẵn sàng chuẩn bị tinh thần chưa? Đây là lần đầu em làm việc xấu. Em run, em sợ em làm không tốt. Run thì sợ cái gì? Tôi bảo cô làm, cô cứ làm đi. Lát nữa, khi nào thằng Minh Long nó sang đường, cô cứ nhắm thẳng thằng Minh Long mà cô đâm. Xong việc ấy, tôi sẽ thưởng cho cô một số tiền lớn, không phải lo. Vâng, để em chuẩn bị. Em cần phải lấy lại một chút bình tĩnh. Nhanh lên, thằng Long đi mất bây giờ. Tránh ra, xe này không có phanh, Anh Long, anh làm gì vậy? Mẹ kiếp, đến phút cuối mà mày dám phản bội tao à? Được rồi, về công ty mà chết với tao. Tường San, em có nghe thấy anh nói không? Tường San! Anh ơi, đồ đáng ghét mà. Mặc dù anh đáng ghét như thế, nhưng mà trong lúc hoạn nạn nhất, em cũng không thể nào mà khống chế bản thân mình để lại cứu anh được. Như thế, có phải là em đã yêu anh rồi không? Anh đã gọi cứu thương rồi, em chịu cố đau một tí. Phải, anh là kẻ đáng ghét, nhưng mà em phải cố gắng vượt qua lần hoạn nạn này. Em phải dưỡng sức, rồi em chửi, em trách anh như thế nào cũng được. Anh không thể nào sống thiếu em được, Tường San. Tường San. Giờ cậu mới biết sợ, định chạy đến cho tôi để cầu xin à? Tôi nói cho anh biết này, cái ngày anh định hại tôi ấy và khiến Tường San bị thương ấy, kể từ ngày đó ấy, tình cảm giữa chúng ta đã chấm dứt rồi. Minh Long, anh biết anh làm thế là sai, nhưng em tha thứ cho anh nốt lần này có được không? Chúng ta là hai anh em ruột, nếu làm mọi chuyện căng thẳng quá sẽ bị người ngoài chê cười. Em nói xem có đúng không? Tôi chỉ sống có một lần, tại vì sao tôi lại phải để ý ánh mắt của người khác? Nói chung ấy, anh chuẩn bị tinh thần, bị công an gọi điện đến ấy. Mẹ, trong trưa nay ấy, con sẽ thu thập thêm chứng cứ mà anh Việt Anh đã phạm tội. Con đã quay lại được cái cảnh anh Việt Anh gọi điện cho trợ lý qua công ty con để ăn trộm bản thiết kế. Người có tội ấy, phải đền tội mẹ. Lần này ấy, con sẽ không để tình thân ảnh hưởng đến công ty nữa đâu. Chỉ khổ con gái tôi thôi, đang yên đang lành thì bị lôi vào cái vụ này. Mấy hôm nay nó cứ kêu đau, mẹ xót lắm mà chả biết làm thế nào. Tường San chỉ vì con mà nhiều lần cô ấy đã phải đau khổ rồi.
Con thực sự muốn Tường San yêu con. Thời gian sắp tới, con sẽ dùng chân tình để bù đắp cho cô ấy. Mẹ thông cảm cho con nhé. Đúng là ngốc. Dạ. Ý mẹ là sao cơ? Mọi chuyện đã rõ rành rành ra như vậy rồi mà cả hai đứa không đứa nào chịu tiến thêm nữa. Vậy thì đến bao giờ mẹ mới có cháu để bế chứ? Ý của mẹ là... Khi mà Tường San nó chạy ra đỡ xe cho con, là lúc đấy mẹ đã biết trái tim nó hoàn toàn dành cho con rồi. Nó lại có tình yêu làm chỗ dựa, nên nó bất chấp mọi nguy hiểm để chạy ra cứu con. Lẽ ra giờ này con phải ở bên cạnh chăm sóc nó mới đúng chứ. Con hiểu ý mẹ rồi. Con cảm ơn mẹ vì đã chỉ điểm cho con. Vậy bây giờ con sẽ đi ngay ạ. Bác sĩ nói là cũng nhẹ nên bác sĩ cho về nhà rồi. Bây giờ con đi ngay đi. Dạ, con chào mẹ. Em, anh đã mua cho em rất nhiều thứ, nhưng mà mỗi thứ một ít, bởi vì anh không biết khẩu vị em thế nào. Thôi, lần sau anh sẽ mua cho em nhiều hơn nhé. Tôi không muốn ăn. Em phải ngoan chứ. Bây giờ tất cả mọi việc ở trong nhà ấy, em phải để cho anh quán xuyến. Em chỉ việc an tâm dưỡng bệnh đi. Bao giờ khỏi ấy, anh sẽ đem ra ngoài chơi nhé. Thôi ngoan. Tôi không muốn ra ngoài chơi. Tôi chỉ muốn ở nhà với mẹ thôi. Anh hỏi thật nhé. Em tự dối lòng mình đến tận bao giờ nữa đấy? Anh nói gì đấy? Thế anh hỏi em, ngày hôm đấy em đã lao ra không màng tính mạng của mình để cứu anh. Vậy em vẫn còn chối tình cảm của anh là sao nhỉ? Cái đấy nó chỉ là hành động trong vô thức thôi. Nếu mà là một người khác ý, thì nhất định tôi cũng sẽ làm như vậy. Anh đừng có mà hiểu nhầm. Anh làm gì đấy? Ai cho phép anh cỡ hôn tôi? Anh thử lấy tay của mình đặt lên trái tim của em đi, xem tim em có đập nhanh hơn không. Làm gì có chuyện như thế chứ. Anh đừng có mà tự dát vào lên mặt mình nữa. Anh hiểu rồi. Chắc là do nụ hôn đấy nó quá nhanh nên em chưa kịp cảm nhận. Không sao, anh không ngại hôn em lần nữa đâu. Để em cảm nhận thêm nhé. Anh đúng là bỉ ổi mà. Em có giận ấy thì em đánh anh cũng được, nhưng em đừng làm cho tay mình đau được không? Mà Tường San, em đừng đuổi anh đi được không? Thực sự anh không muốn phải diễn kịch hay gì cả, nhưng anh nghĩ là anh yêu em mất rồi. Mặc dù không muốn thú nhận nhưng mà... Thế bây giờ em có định nói ra hay không? Hay là em để anh hôn em tiếp đây? Anh này, em thích anh. À không, không phải là thích, mà là em yêu anh. Em thực sự là có rất nhiều tình cảm với anh. Em yêu anh mất rồi Long ạ. Đau. Anh xin lỗi, bởi vì hiện tại anh đang cảm thấy hạnh phúc quá. Anh không suy nghĩ được gì cả. Em cho anh cơ hội nhé. Em này, kể ra chúng ta là hàng xóm nhau cũng tiện nhỉ. Bây giờ ngày ngày anh có thể đưa đón em đi làm về rồi. Thế không phải đưa bạn gái về nhà ấy, đấy là nghĩa vụ của bạn trai à? Người ta nói mới là nghĩa vụ, còn đối với anh ấy, anh coi đấy là niềm vui đấy nhá. Nói thật với em, mỗi ngày đi làm ấy, anh đều rất mệt. Nhưng mỗi khi gặp em, anh cảm tưởng mệt mỏi ấy, đều có thể tan biến hết. Anh nói thế chẳng ai thèm tin. Em không tin thì anh dùng hành động vậy. Thôi, em vào nhà thay đồ đi, lát nữa anh sẽ chờ em đi ăn. Anh nói rồi đấy nhá, nói là phải giữ lấy lời đấy. Bây giờ em sẽ vào nhà thay đồ nhanh thôi, anh đợi em nhá. Ok, em cần gì thì cứ gọi cho anh nhá.
lắp gì ở đây đấy? Nhìn cho kỹ xem tôi là ai. Trả tiền cho tôi. Tiền nào? Anh bị ấm sao đấy? Tôi có nợ tiền anh đâu, trả cho anh cái gì? Đến lúc này mà cô còn giả bộ ngây thơ à? Cậu Long ở đâu? Gọi cậu ấy ra đây. Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Ngày hôm đấy tôi thuê anh diễn kịch thì tôi cũng đã trả đủ tiền thù lao cho anh rồi mà. Sao bây giờ anh còn đến đây để làm phiền tôi nữa? Tôi tìm cậu Long nhưng mà lại vào nhầm nhà cô, được chưa? Hiện tại anh Long đang là bạn trai của tôi, nếu có chuyện gì thì anh cứ nói luôn với tôi đi. Tại sao có chuyện gì mà anh không nói được với tôi à? Chuyện này thì cô cứ gọi cậu Long ra đây, tôi có chuyện riêng muốn nói. Nếu mà anh không nói tôi sẽ hét lên, tại vì anh đang đột nhập trái phép nhà tôi đấy nhá. Cô bị điên đấy à? À, cứu tôi với! Tường Sơn, sao em lại... Tại sao anh lại ở đây? À, đây rồi. Mai tôi mới tìm thấy cậu, trả tiền tôi đi chứ. Về phòng tôi rồi nói. Khoan đã, có chuyện gì mà anh không nói được luôn ở đây? Tại sao lại phải đi về phòng của anh? Anh có gì giấu giếm em đấy à? Anh sợ anh nói ra em sẽ ghét anh mất. Nhanh lên, anh phải nói mau, đừng có mà ấp ừ nữa. Này, hai người không thấy là con người thứ ba xuất hiện đây là tôi à? Được rồi Long ơi, đi về phòng nói chuyện. Thật ra mọi chuyện ngày hôm đó đều nằm trong kế hoạch của anh. Lúc đầu anh chỉ định trêu em thôi nên anh mới nhờ Dương diễn kịch. Ai ngờ em lại biết võ. Anh chưa kịp anh hùng ra tay cứu mỹ nhân thì... Anh Dương, chuyện này là như nào? Có phải là anh đang cố bịp bợm cả hai chúng tôi để anh lấy tiền từ hai đầu đúng không ạ? Mọi chuyện không như cô nghĩ đâu nhá. Tường San, ý của em là... Thật ra cái hôm mà em bị say rượu ấy, có đúng là em không tỉnh táo thật, nhưng mà em cũng biết là có người đang dìu mình về phòng, sau đó thì pha nước giải rượu cho em uống. Sáng sáng hôm sau khi mà em check camera thì em nhận ra người đấy là anh. Từ lúc đấy là em đã để ý đến anh rồi. Ngày đó vốn dĩ anh không chấp nhận lời đề nghị đi xem mắt hộ của anh cả anh, nhưng đến khi anh biết người đó là em nên em mới vội vàng đồng ý. Đúng là hôm đấy anh không nên lừa em. Anh nghĩ là em ngốc đến nỗi em không biết được mặt mà người mình chuẩn bị đi xem mắt sao? Chẳng qua lần đấy em nhờ Dương dọa nạt anh, sau đó thì em sẽ muốn ra tay cứu giúp anh. Thế nào? Anh thấy kế hoạch của em có hoàn hảo không? Nhưng mà ấy, Dương diễn thật đến nỗi lúc đấy em tưởng là anh bị bắt nạt thật rồi đấy chứ. Nếu như em thích anh thì em có thể gặp anh và bày tỏ trực tiếp được mà. Nhưng mà em là con gái mà, làm sao mà em có thể chủ động nói được ra những lời như thế? Vậy thì anh sẽ tỏ tình với em. Tường San, anh yêu em. Em là vợ anh được không? Suốt quãng đời còn lại anh sẽ nguyện chăm sóc cho em. Em đồng ý ạ. Này này, thế còn tiền cậu Long nợ tôi thì sao? Anh sẽ chọn một thời điểm nào đó tốt đẹp rồi đưa em về ra mắt gia đình anh nhé. Một cô gái thú vị như em ấy chắc chắn là sẽ được lòng bố mẹ anh đấy. Này, còn tôi này. Anh đấy, anh vẫn còn mặt mũi để đòi tiền chúng tôi nữa đấy à? Anh còn muốn đòi nữa à? Hai người không cho tiền thì thôi đi, lại còn hét vào mặt tôi nữa. Tốt nhất ý, anh đi về đi, đừng phá hoại hạnh phúc mới sống được của tôi nữa. Hai người đúng là cặp trời sinh. Được rồi. Vâng, cảm ơn, mời về. Em, anh sẽ chọn ngày để đưa em về ra mắt bố mẹ anh nhé. Cả bên mẹ của em nữa. Yên tâm, anh sẽ không để em chịu thiệt thòi đâu.